Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 32 cây cần câu lua và giá mình báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Ship có tổng quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 này. Mã số 1 ở đây mình có là một cây cần của Abu. Cây này là cây cần mấy ngang Abu Garcia X Rockville. Dài là 6 feet 6 in, tương ứng là dài 1m98, độ cứng ML. Lua mắc từ 2 đến 16 gram, tại cá mắc là từ 5 đến 12 lb, tối đa là 6 kg. B mắc là 0.4 đến 1.2. Tay còng nó tay còng gắn mút shop. Chất là chất carbon son X. Bán này là bất bản của Fuji. Cái này thì khuyên nó là khuyên Fuji Aconai. Bô này là bô Fuji trong xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 2. Dài là 1m98, cứng ML. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp như thế này. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Nặng là 105g. Mã số 1 này có giá là 1.300.000. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 đây mình có cũng là một cây cần của Abu. Cái này là một cây cần mấy ngang của Abu, dòng này là dòng Hornet Stinger. Dài là 6 feet 6 in, cứng M tương là dài 1m98. Cứng M, lua mắc là từ 3/16 đến 3/4 z. Yes. Cái này thì lua mắc là từ 2 đến 21 g. Tại cá mắc là 20 lb 10 kg, cần mấy ngang. Tay cầm nó tay cầm căng mới sót. Chất carbon son X. Cái này thì bu đó là khuyên nó khuyên Fuji Aconai. Khuyên Fuji Aconai. Ngoại hình tổng thể thì cái này cũng còn tương đối sáng như thế này. Bu này là bu chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 8. Nặng là 100g. Mã này là mã số 2 có giá là 1.600.000. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tiếp theo là mã số 3. Số 3 ở đây mình có là cây cần của Daiwa. Cây này là cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Playon nha. Số 3 là một cây cần của Daiwa Playon. Cái này là dài 6 feet 10 in, độ cứng MH. Cái này tương là dài 2m1, cứng MH. Lua mắc từ 1/4 đến 3/4 OZ, tối đa là từ 7 đến 21 gram. Tải cá mắc là 20 lb 10 kg, hàng liên doanh này sản xuất ở Trung Quốc. Tay còng nó tay còng gắn mút shop. Cái này thì bát nó là vặn của Fuji. Bát vặn của Fuji, khuyên nó là khuyên Fuji như thế này. Chất carbon son X. Ngoại hình tổng thể thì cây này có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Bu nó là bu Fuji chống xoắn, ngọn cái này thì ngọn nó mình đo được là 1 ly 9, nặng là 135g, dài 2m1, cứng MH. Mã này là mã số số 3. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cây số 3 này có giá là 1.400.000. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây cần của Majorac. Cái này là cây Majorac dòng Corkit. Cái này là một cây Majorac hàng nội địa Nhật. Tay cầm nó tay cầm cán mút bần. Cái này là dài 6 feet 2 in, độ cứng ML. Cái này tương ứng là dài 1m86. Lua mắc của nó từ 3/16 đến 1/2 OZ, tối đa là từ 2 cho đến là 14g. Tải cá mắc là từ 8 cho đến 14 lb, tối đa là 7 kg. Cần nội địa, tay cầm nó tay cầm cán mút bần. Bát còn là bát giả gỗ khá là đẹp như thế này. Bát vặn của Fuji. Cái này thì khuyên nó là khuyên Fuji. Ngoại hình tổng thể thì cái này có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Chất carbon son X nha. Dài là 1m86. Bu Fuji trong xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7. Ngọn 1 ly 7 nặng là 110g. Cái này hàng về có túi vải, giá là 1.600.000. 1.600.000, Majorac nội địa Nhật. Tiếp theo là số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây cần của Majorac. Cây này là cây Majorac dòng Volky BFS. Cây này là dòng đánh mồi nhẹ nha. Dài là 6 feet 8 in. Cây này tương ứng là dài 2m04. Lua mắc của nó từ 1/16 đến 1/4 OZ. Lua mắc của nó là 7g. Lua từ mồi siêu nhẹ là từ 0 mấy gram. Từ 0 chấm mấy gram đến 7 gram. Tại cá mắc từ 4 đến 12 lb,
tương ứng là 10, tại cái mắt là 6 kg. Tay cầm nó tay cầm cán mút xốp, cán mút bần như thế này, cán mút bần, trên này là cán mút xốp bát vặn của Fuji, khoen nó là khoen Fuji dòng micro khoen, cái này thì khoen nhỏ nha. Bu nó là bu Fuji trong xoắn. Cái này ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, nặng là 110 gram. Ngọn 1 ly 7 nặng 110 gram. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối. Dài là 2m04. Mã số 5 này có giá là 1.700.000. Tiếp theo là số 6. Số 6 ở đây mình có lòng cây cần của Abu. Dòng này là dòng Hornet. Cây này là dài 6 feet 6 inch, cứng L. Cây này tương ứng là dài 1m98. Lua mắt của nó là từ 2 cho đến là 21 gram. Tại cá mắt là 16 lb 8 kg. Cái này thì thông số tại màu của nó đến 21 gram, thì tương, cái này là một cái cần L, nhưng mà thông số tại màu thì tương ứng với một cái cần M nha. Tay cầm của nó tay cầm cán mút bần, bát này là bát vặn của Fuji, khoen nó là khoen Fuji, đây khoen Fuji như này, dưới này là dính bẩn thôi, khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể thì cái này cũng còn tương đối sáng nha, có sờn xước nhỏ nhỏ này. Dài là 1m98. Bu này là bu Fuji trong xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, nặng là, cái này ngọn nó 1 ly 7 nặng là 130 gram. Mã này là mã số 6, có giá là 900.000. Ngoại hình tổng thể như này, số 6 giá 900. Abu hàng nội địa. Tiếp theo là số 7. Số 7 đây mình có là một cái cần của Abu. Cái này là dòng Shorty Stack KRX. Cái này là dài 6 feet 9 inch cứng M. Cái này tương ứng là dài 2m07, độ cứng M. Lua mắt từ 7 đến 35 gram. Tại cá mắt là 25 lb 12 kg. B mắt từ 1 đến 2.0. Tay cầm nó tay cầm cán mút xốp, bát vặn của Fuji, khoen nó là khoen Fuji chất carbon son ít. Cái này thì ngoại hình nó có sờn xước chỗ cái tem này. Đây, tróc sơn chỗ cái tem. Tróc sơn chỗ tem thì phôi thôi, không có bị lèm phôi nha. Ngoại hình thì cái này có sờn xước chỗ tem này xíu, còn trên này thì còn khá là sáng cần. Bô này là bô phu xích chống xoắn. Dài là 2m07, cứng M. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 2 ly, nặng 110 gram. Cái này có giá là 1.500.000. 1.500.000 mà số 7. Tiếp theo là số 8. Số 8 này mình có là một cái cần của Olympic. Cái này là một cái cần của Olympic, dài là 7 feet. Tương là dài 2m1, độ cứng H. Lua mồi từ 3/18 đến 3 oz. Cái này tương là lua mồi từ 10 cho đến là 84 gram. Tại cá mắt là 30 lb 15 kg. Tay cầm nó tay cầm cán mút xốp, chất carbon son ít, bát vặn của Fuji, khoen cũng là khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể thì cái này còn khá là sáng cần nha. Dài 2m1, cứng H. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng đẹp như thế này. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn của nó mình đo được là ngọn 2 ly. Cái này nặng là 140 gram. Nặng 140 gram. Độ mới cái này mới tầm khoảng 90%. Còn nó là sáng đẹp mới. Hàng về có túi vải. Mã này là mã 68. Giá là 1.600.000. Tiếp theo là số 9. Số 9 đây mình có là một cái cần của Shimano Yodias, sản xuất đời 2020. Cái này là dài 6 feet 7 inch, cứng M, tương là dài 2m. Lua mắt từ 4 cho đến 15 gram. Tại cá mắt là 2 đến 16 lb, tướng là 6 kg. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó tay cầm cán móng chày như thế này. Dài là 2m, cứng M. Bát của nó bằng vật liệu C4+, bát siêu nhẹ. Khoen của nó là khoen Fuji Aconai. Chất của nó là chất carbon xoắn 2 bao x, từ gốc đến ngọn. Xoắn từ gốc đến ngọn như thế này. Ngoại hình thì cái này còn khá là đẹp mới. Độ mới cái này mới tầm khoảng 90-95%. Bu nó là bu Fuji chống xoắn.
Cái này ngọn đó mình đo được là ngọn 1 ly 2. Dòng này là cứng hay mờ, lua mồi là tối đa là 14 gram. Mà dòng này nó có độ cảm giác ở phần đầu ngọn nha. Đây. Cứng hay mờ, lua mắt 14 gram. Nặng là 100 gram, 100 gram. Cái này hàng về nó có túi vải. Mã này là mã số 9 có giá là 2 triệu. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây cần của Daiwa, cái này là Daiwa Latteo. Cái này là cây Daiwa Latteo dài là 2m1, độ cứng H. Lua mắt của nó là từ 15 cho đến 60 gram. Tại cái mắt 20LB 10kg, BE mắt 1.2 cho đến 2.0. Cái này thì tay cầm nó là tay cầm Gamut Soft. Bát của nó bằng vật liệu Essensor, tem vàng. Essensor là vật liệu siêu nhẹ của Daiwa nha. Chất của nó chất carbon xoắn X45 là xoắn 3 lớp HVF. Là carbon, dòng carbon vật liệu siêu nhẹ. Nano Plus là carbon xoắn siêu nhỏ. Cái này thì phôi xịn này. Carbon xoắn siêu nhỏ, siêu nhẹ, xoắn 3 lớp. Bát còn là bát Essensor. Cái này thì khoen cũng là khoen full xích nha. Khoen full xích. Ngoại hình tổng thể thì cái này còn khá là sáng đẹp như thế này. Dòng Latteo này là cũng thuộc là dòng ngon của Daiwa. Nói chung là dòng này ngon, đúng giá là ngon bổ rẻ. Bu nó là bu phu sẽ chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 6. Nặng là... Cái này ngọn nó là ngọn 1 ly 6, nặng là 110 gram. Độ cứng H tại mồi ok, nhưng mà ngọn nó có độ dịu, có độ nảy. Cái này có giá là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 500 nghìn. Mã này là mã số 10 nha. Hàng về có túi vải. Tiếp theo mã số 11. 11 ở đây mình có là một cái cần của Yamaga. Cái này là cái Yamaga Blanc, dài là 8 feet 2 inch. 8 feet 2 inch tương ứng là dài 2m46, cần mấy ngang. Lua mắt của nó là, lua mắt là từ 2 cho đến 20 gram. B mắt 0.4 đến 0.8, tại cá mắt 10LB, tương là 5kg. Hàng này là hàng Yamaga nội địa Nhật, made in Japan. Cần mấy ngang, dài là 2m46. Tay cầm nó tay cầm cái mút shop. Bát này là bát vặn của Fuji. Khoen cũng là khoen Fuji. Cái này thích hợp cho khách nào lua mồi nhẹ, hoặc là lua mồi mắt là 20g, hoặc là lua mực cũng ok nha. Khoen cũng là khoen Fuji. Bu phu sẽ chống xoắn. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7. Ngọn 1 ly 7. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Dài là 2m46, nặng là 90g. Cái này có giá là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 500 nghìn. Mã số 11. Tiếp theo mã số 12. 12 đây mình có là một cái cần của Daiwa Labarat. Cái này là cây Daiwa Labarat, dài là 8 feet 7 inch. Cứng ML tương ứng là dài 2m6, cứng ML, lua mắt từ 7 cho đến 35g. Tại cá mắt 16LB 8kg, BE mắt 0.6 đến 1.5. Hàng này là hàng liên doanh, là sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm cái mút shop. Cái này thì chất của nó chất carbon xoắn X45, xoắn 3 lớp. Khoen nó là khoen Fuji. Khoen này là khoen AGS nha. Dòng này là dòng khoen AGS. Loại nó loại xích khoen AGS như thế này. Dòng khoen siêu nhẹ. Ngoại hình tổng thể của cần này. Cái này thì ngoại hình có sờn xước nhỏ nhỏ như thế này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly rưỡi. Cái này nặng là 125g, cần mấy ngang, dài là 2m6. Hàng Daiwa Labarat. Ngoại hình thì có rầy xước nha. Đây, có sờn xước này. Mã này là mã số 12. Nặng là 125g. Cái này giá 3 triệu 200 nghìn. Tiếp theo là số 13. 13 đây mình có là một cái cần của Shimano X-Rider.
Con này là Shimano X-Rider, dài là 6,6 inch, cứng M, tương là dài 1m98. Lua mắt của nó từ 7 đến 21g, tải cá mắt 16LB, 8kg. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tay còng nó tay còng cán mút shop, trên này là cán mút bần. Bát cũng là bằng vật liệu C4+, bát siêu nhẹ. Khoen cũng là khoen full xích. Cái này thì chất cũng là chất carbon xoắn 2 bao x, từ đó cớp đến ngọn nha. Carbon xoắn 2 bao x. Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng đẹp như thế này. Dài là 1m98, cứng M. Bu nó là bu full xích chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 7, nặng là 105g. Cái này hàng về có túi vải, mã này là mã số 13, giá là 2.200.000. Tiếp theo là số 14. 14 ở đây mình có là một cái cần của Daiwa. Cái này là cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Hotland. Đây. Daiwa Hotland dài là 7 feet 2 inch, cứng MH. Tướng cái này là dài 2m16. Lua mắt của nó từ 7 cho đến 21g, tải cá mắt là 20LB 10kg. B mắt từ 1 cho đến 2.5. Hàng này là hàng Made in Japan nha, hàng nội địa Nhật. Example in China là vật liệu là lấy từ nhà máy của Daiwa. Daiwa China, còn cái này là được sản xuất ở Nhật, Made in Japan. Tay cầm nó tay cầm các mút shop. Bát của nó vặn, cầm mấy ngang. Cái này thì khoen cũng là khoen. Khoen là khoen full xích. Khoen full xích như này. Con này thì phôi nó là khá là xịn. Phôi nó là phôi xoắn X45 3DX. Vật liệu là vật liệu HVF siêu nhẹ. Nano Blood là siêu xoắn siêu nhỏ. Đây. Có nửa gân như thế này. Xoắn X có nửa gân là xoắn 3DX là xoắn. Cái này có nội gân nha. Xoắn 3 lớp. Có nội gân. Bu nó là bu phu sẽ chống xoắn. Ngoại hình thì cái này có sờn xước nhỏ nhỏ đây. Cái này ngọn nó mình đo được là 1.85. Nặng là 150g, hàng về có túi vải. Mã đây là mã số 14, giá là 5.500.000, 5.500.000. Tiếp theo là số 15. 15 đây mình có là một cái cần UL. Cái này là cây cần của UL, dòng này là dòng đây. Hàng này là hàng của Tifa Japan. Cái này là một cái cần UL, dài là 6 feet 6 inch. Độ cứng UL tương ứng là dài à. Cái này là dài 1m98, cứng UL. Lua mắt từ 1 cho đến 4g, tải cá mắt là 4LB 2kg. Tay cầm nó tay cầm cá mút bần như thế này. Bát này là bát vặn của Fuji. Khoen nó là khoen full xích, cần mới đứng nha. UL mới đứng. Ngoại hình tổng thể của cần này. Cái này thì màu khá là nổi. Đây phần ngọn nó như thế này. Cái này thì ngọn nó rất là dẻo dịu. Dòng này cho khách nào câu tráp cũng ok nha. Ngọn nó cực kỳ dẻo luôn. Ngọn 0 ly 8. Đây. Ngọn này mà câu tráp thì cũng rất là nhạy nè. Câu tráp, câu tôm, câu dừa hói, lưu suối. Mà nó làm mà ngọn nó mình đo được là 0.8 ly. Tay cầm cái mút xót. Độ mới cái này mới tầm khoảng 90%. Hàng còn khá là sáng đẹp như thế này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Cái này nặng là 80g. Nặng 80g, hàng về có túi vải như thế này. Hàng Tifa Gia Văn. Máy này là mã số 15, giá 1.800.000. Tiếp theo là số 16. 16 đây mình có là một cái cần của BAM. Cái này là cái BAM Eluna. Dài là cái này là cái BAM Eluna, dài là 6,6 inch. Độ cứng XUL. Lua mắt từ 0.6 đến 3g. Tải cá mắt 3LB. 3LB tương ứng là cái này tải mắt là 1.5kg. Tay cầm nó tay cầm cán mút bần. Bát này là bát vặn của bát vặn cán gỗ. Đây là gỗ siêu nhị. Khoen cũng là khoen full xích. Ngoại hình tổng thể thì cái này còn khá là sáng đẹp như thế này.
Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 3, hàng Lương Suối. Mã này là mã số 16, giá là 2.200.000. Tiếp theo là mã số 17. 17 đây mình có là một cái cần UL của Shimano Kadip. Cái này là Shimano Kadip, dài là 1m8, độ cứng SUL. Lua mắt của nó từ 1.5 cho đến 3g, tại cá mắt là 4LB 2kg. Hàng liên doanh, được cái này được sản xuất Indo. Tay cầm nó tay cầm gắn bần. Mã này là bắt gỗ. Khoen cũng là khoen full xích. Cây này thì chất carbon xoắn 2 bao ít. Ngoại hình thì cây này còn tương đối sáng đẹp. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1.4 ly. Bu phu xích chống xoắn. Khoen này ba đầu tiên này. Ngọn 1.4 ly nặng là 95g. Cây này có giá là 2.400.000, 2.4 triệu. Mã này là mã số 17, Shimano Kadip. Tiếp theo mã số 18. 18 ở đây mình có là một cái cần của Abu. Cây này là cây Abu, dòng này là dòng Abu Ocean Field. Dài là 6.6 inch, cứng M tương là dài 1m98, cứng M cần mới đứng. Tay cầm nó tay cầm các mút xót. Khoen nó là khoen Fuji Akunai, chất carbon xoắn ít. Khoen này ba đầu tiên này. Bu nó là bu chống xoắn. Cái này ngọn nó mình đo được là ngọn 1.5 ly, nặng là 120g. Hàng này là hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Máy này là mã số 18, giá là 1.700.000. Ngoại hình thì vẫn còn tương đối sáng đẹp như này. 1.700.000 mã số 18. Tiếp theo mã số 19 ở đây mình có là một cái cần của Dialuna. Cái này Dialuna sản xuất đời 2023, dài là 6.10 inch, cứng M. Tương là dài 2m1, cứng M, lua mắt từ 7 đến 30g. Tại cá mắt là 12LB 6kg. B mắt 0.6 đến 2.0. Hàng này là hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm gắn mút xốp. Chất của nó chất carbon xoắn 3 lớp, xoắn 2 bao X và xoắn Spiro X. Khoen nó là khoen full xích. Bát là mặt vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng đẹp như thế này. Khoen này ba đầu tiên. Bu đó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn đó mình đo được là ngọn 1.65 ly. Cây này nặng là 100g, có giá là 3.400.000, 3.400.000. Tiếp theo là mã số 20. Số 20 đây mình có cũng là một cây Dialuna đời 2023. Cây này dài hơn, cây này cứng hơn. Dài là 2m1, cứng MH. Lua mồi là từ 10 cho đến 70g. Tại cá mắt là BE mắt là 1.0 đến 2.5. Hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm các mút xoắn. Chất carbon xoắn Spiro X và xoắn 2 bao X. Bát là mặt vật liệu C4 cộng, siêu nhẹ. Khoen đó là khoen full xích nha. Ngoại hình tổng thể thì cây này mới tầm khoảng 90-95%, còn rất là sáng đẹp. Bu nó là bu full xích chống xoắn. Khoen này ba đầu tiên như thế này. Dài là 2m1, cứng MH. Cây này ngọn đó mình đo được là ngọn 1.9 ly, nặng là 115g. Cây này có giá là 3.500.000, 3.500.000, mã số 20. Mã số 21 ở đây mình có là một cái cần máy đứng của hàng Smith. Cây này là một cây cần của Smith, hàng nội địa Nhật, dài là 7.6 inch, tương là dài 2m28, cần máy đứng. Lua mắt của nó từ 5 cho đến 28g, tại cá mắt là 16LB 8kg. Tay cầm nó tay cầm cán mút bần. Bát của nó vặn như thế này. Cái này thì khoen cũng là khoen full xích. Chân khoen được mạ gôn. Ngoại hình tổng thể thì cái này đây. Ngoại hình thì cái này có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Cái này là dính bụi. Dài là 2m3, độ cứng M. Khoen full xích, bu full xích chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1.6 ly, nặng là 135g. Cái này có giá là 1.900.000. Mã này là mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 đây mình có là một cái cần của đây, Shakti Plus. Cái này là hàng của Angel. Dài là 2m4, độ cứng M, lua mắt từ 5 cho đến 18g, tại cá mắt 4 đến 8LB. Cái này tương là tại mắt là 4kg. Tay cầm nó tay cầm cá mút bần. Bát của nó vẫn có Fuji. Khoen cũng là khoen full xích như thế này.
khách vặn của Fuji khuyên Fuji cân bằng. Ngoại hình tổng thể như thế này rồi. Bu đó là bu Fuji chống sắn. Ngọn đó mình đo được, cái này ngọn đó được là 1.55 ly. Nặng là 135 gram, ngoại hình tổng thể như thế này. Mã này là mã số 22, giá là 1.800.000. Tiếp theo mã số 23. 23 đây mình có là một cái cần của Shimano, dòng này là dòng tiếp E là dòng câu mực nha. Cái này là dài 8 feet 3 in. Tương là dài 2,5 m. Lưu được size mực mắt là 4 g, size mực 4 chấm thì tương tầm khoảng 24 đến 28 g. B mắt là 2 chấm. Hàng này là hàng Shimano được sản xuất Korea Hàn Quốc. Cái này tay cầm của nó là tay cầm cán mút shop như thế này. Khuyên của nó là khuyên full stick. Đây, khuyên full stick. Hai khuyên đầu tiên là dòng khuyên nòng súng chống xoắn. Bánh là cái vặn của Fuji. Chất của là chất carbon xoắn như thế này. Hai khuyên đầu tiên là khuyên nằm súng chống khoáng, các khuyên còn lại là dòng khuyên nhỏ như thế này, lua mực nha. Cái này thì phần gốc nó khá là cứng, phần ngọn thì nó có độ cảm giác rất là tốt nha. Dòng này gốc nặng, cái phần gốc nặng, cái phần gốc giống cái dòng trợ lực các bạn, phần gốc nó sẽ nặng hơn, cái phần ngọn thì nó dẻo. Cái này thì nặng là 250 gram, ngọn 1.65 ly, độ mới cái này mới tầm khoảng 90%, giá là 2 triệu, hàng của Shimano. Cái này nặng phần gốc nha, còn phần ngọn nhẹ này, giống như dòng cán trợ lực. Mã số 23 giá 2 triệu. Tiếp theo mã số 24 đây mình có là một cái cần ngựa Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Hard Rock, dài là 8,6 in, cứng M. Cái này thì tư ứng là dài 2m58, lua mắt của nó từ 5 cho đến 35 gram, tại cái mắt là 25 lb, 12 kg, B mắt 0.6 đến 2.0. hàng này là hàng Hard Rock được sản xuất ở Việt Nam, hàng liên doanh. Tay cầm nó tay cầm các mũi sót. Bánh này là bánh vặn của Fuji, khuyên nó là khuyên Fuji Akonai. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này, dài là 2m58, cứng M, cho các bo son ít. Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng đẹp. Khuyên này ba đầu tiên này, bu đó là bu Fuji chống xoắn. Cái này ngọn nó mình đo được là ngọn 1 ly 9, nặng là 150 gram. Cái này có giá là 1.800.000. Mã này là mã số 24, 1.800.000. Tiếp theo mã số 25 đây mình có là một cái cần gỗ Daiwa. Cái này là Daiwa dòng Sotic HRF, dài là 8,7 in, cứng H. Cái này tương là dài 2,6 m, cứng H. Lua mồi là từ 10 cho đến 40 gram, tại cá mắt là 25 lb, 12 kg, B mắt 1.0 đến 2.0, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm cái mũi sót. Bát còn là bát siêu nhẹ của Daiwa. Khuyên của nó là dòng khuyên AGS, khuyên xịn nha. Cái này là một cái cần mấy ngang nha các bạn, cần mấy ngang để nhầm qua cái cần mấy đứng thôi, cần mấy ngang. Chắc còn là chất carbon xoắn 3 lớp, xoắn X45. Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng đẹp này, bu nó là bu phu sẽ chống xoắn. Ngọn đó được là ngọn 2 ly 1, nặng là 170 gram. Ngoại hình tổng thể như thế này, dòng HRF của Daiwa, khuyên AGS, nặng 170 gram. Cái này giá là 3.300.000. Tiếp theo mã 24 đây mình có là một cái cần của Megabuck. Tiếp theo là mã số 26 đây mình có là một cái cần của Megabuck. Cái này là cây Megabuck, dài là 7,6 in, độ cứng XH. Cái này tương là dài 2,3 m, độ cứng XH. Lô mắt là 120 gram, BE mắt 5 chấm. Tay cầm nó tay cầm các mút shop như thế này. Khuyên nó là khuyên Fuji Akonai. Ngoại hình tổng thể, bát này là bát vặn của Fuji.
Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng đẹp như thế này. Bu nó là khuyên, rồi khuyên Akona dòng khuyên, khuyên này ba đầu tiên là khuyên nòng súng chống xoắn, bu phu xích chống xoắn. Ngọn mình đo được là ngọn 23. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới đẹp sáng. Độ mới cái này thì mới tầm khoảng 90%, 90-95%. Nặng 180g. Cây này có giá là 2 triệu. Tiếp theo là số 27. 27 đây mình có là một cái cần của rất con. Logo hình chó rừng như thế này. Dòng Bay River Shop dài là 2m7, độ cứng. Cái này thì dài là 2m7, lô mắc là 40g. Dòng này là dòng Live Shock Jit nha. Live Shock Jit, cái này lô mắc của nó là 40g. Cái này thì tương ứng của nó là tương ứng cứng tầm khoảng M. BMX 2.0. Tay cầm nó tay cầm cái mũi shop. Bánh này là bánh vặn của Fuji. Đây, có rắc sơn chấm nhỏ như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji Akonai. Dòng Z-Con thì phô nó xoắn khá là đẹp như thế này. Ngoại hình thì cái này có sơn xước nhỏ nhỏ như thế này nha. Cái này có sơn nhỏ, sơn nhiều nữa các bạn đó. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Cái này ngọn nó mình đo được là ngọn 1.8L. Nặng là 180g, cái này giá là 2.300.000. Mã đây là mã số 27. 2.3 mã số 27. Tiếp theo là số 28, ở đây mình có là một cái cần của Majorap dòng Skyrock. Dài là 3m2 khúc. Lô mắc của nó từ 10 cho đến 50g. B mắc 1 chấm cho đến 2.5. Cái này độ cứng nó tương ứng cứng tầm khoảng M. Tay cầm đây, tay cầm cam mút shop. Bánh này là bánh phẳng của Fuji. Khoen nó là khoen Fuji. Đây. Khoen nó là khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Chất carbon sóng vòng có nổi gân. Ngoại hình thì cây này cũng còn tương đối sáng đẹp. Khoen này ba đầu tiên này. Bu này là bu Fuji chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 1.8L. Nặng là 215g. Cây này có giá là 1.800.000. Mã số 28. 1.8 mà 28. Khoen phu xích chất carbon xoắn vòng. Tiếp theo mã số 29. 29 đây mình có là một cái cần của Major, của Scott Nip, Shimano Scott Nip, dài là 9.6in cứng M. Tướng là dài 2m88. Lua mắc của nó là 40g, dít mắc 60g, B mắc 2 chấm. Hàng kinh doanh, cái này là dòng 4 Indo, cái này sản xuất Indonesia nha. Tay cầm nó tay cầm cán mút sót. Bát nó là bằng vật liệu C4 cộng, bát siêu nhẹ. Khoen nó là khoen full xích. Cái này thì chất còn là chất carbon xoắn spiral và xoắn 2 bao x. Ngoại hình thì cái này có sơn xước nhỏ nhỏ rồi này. Còn lại thì cũng còn tương đối sáng đẹp này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Cái này ngọn nó mình đo được là ngọn 2.1L. Ngọn 2.1L nặng là 230g. Cái này có giá là 2.600.000. Mã này là mã số 29. Tiếp theo là mã số 30. 30 đây mình có là một cái cờ cổ Daiwa. Cái này là Daiwa La, Daiwa Latel, dài là 3m2 khúc, độ cứng là MH. Cái này thì lua mắc của nó từ 12 đến 60g. Tại cái mắc là 25LB 12kg. B mắc 1 chấm cho đến 2.5. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Việt Nam. Tay cầm nó tay cầm cán mút shop. Chất của nó chất carbon xoắn X45 là xoắn 3 lớp, HPF siêu nhẹ, nano block là carbon xoắn siêu nhỏ. Cái này thì bát của nó là bát Essensor, bát siêu nhẹ của Daiwa. Khoen của nó là khoen full xích. Ngoại hình tổng thể cái này còn tương đối sáng đẹp như thế này. Dạ là 3m2 khúc, cứng cái MH. Khuyên này ba đầu tiên này. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là 1.85L. Ngọn 1.85. Nặng là 150g. Cái này là dài 3m, cứng cái MH, nhưng mà rất là nhẹ nha. Nặng là 150g. Cái này có giá là 2.600.000. Mà đây là mã số 30. Tiếp theo mã số 31. 31 ở đây mình có là một cần của Shimano Cod Nip. Cái này là cây Shimano Cod Nip BB, dài là 3m
18, độ cứng MH, dít mắc 80g, lua mắc 65g, BE mắc 3 chấm, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm Camus Shop. Bánh này là bánh vặn của Fuji. Khoen rất là khoen Fuji Agonai. Chất cái này thì chất còn là chất carbon xoắn 2 bao ít từ gốc đến ngọn. Ngoại hình tổng thể của cần này. Cái này thì ngoại hình nó cũng tương đối sáng, sáng cần. Khoen này ba đầu tiên này. Cái này thì bu nó là bu phu xít chống xoắn. Ngọn nó mình đo được là ngọn 2 phẩy. Ngọn 2 ly 2. Ngọn 2 ly 2 nặng là 300 g. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái này có giá là 2 triệu, mã số 31. Cái cuối cùng mã số 32. 32 đây mình có là một cần của Dialuna. Cái này là Shimano Dialuna dòng XR. Dài là 3m18, cứng M. BE mắc 0.8 đến 3.0, tải cá mắc là 20 lb 10 kg, lô mắc là từ 8 đến 42 g, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó tay cầm Camus Shop. Bánh này là một liệu bằng vật liệu C4+, bát siêu nhẹ, chất của nó là chất carbon xoắn spiral và xoắn 2 bao ít. Ngoại hình tổng thể thì cái này cũng còn tương đối sáng, có sờn xước nhỏ nhỏ như này. Khoen này ba đầu tiên này. Bu đó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn đó mình đo được là ngọn 1 ly 7. Dài là 3m12, 2 khúc cứng M. 3m18, 2 khúc khúc cứng M. Cái này rất là nhẹ, cũng nhẹ nha. Nặng là 175 g. Giá là 2.600.000. Mà cuối cùng thì mình đã giới thiệu tất cả là 32 cây cần câu lua. Các bạn lấy cây nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.